Adrian Bailey phải ở tù tối thiểu 35 năm vì tội cưỡng hiếp và giết hại bà Jill Meagher. Tin Melbourne, một tội phạm tình dục đã bị kết án tù chung thân với thời gian không được phóng thích là 35 năm vì tội cưỡng hiếp và giết hại một phụ nữ Á Nhĩ Lan ở Jill Meagher là thành phố Melbourne vào tháng 9 năm ngoái. Thẩm phán tòa thượng thẩm tiểu bang Victoria Geoffrey Nettle đã kết án bị can Adrian Bailey tù chung thân vì tội giết bà Meagher và 15 năm vì tội cưỡng hiếp cô. Thiết lập khoảng thời gian không được phóng thích là 35 năm. Vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, ông Bailey, 31 tuổi, đang trong thời gian quản chế vì các tội cưỡng hiếp trước đó và đang tại ngoại hầu tra vì một tội tấn công. Ông đã từng phải ở tù 2 năm vì một loạt các vụ cưỡng hiếp bạo lực gái mại dâm. Bà Meagher, một nhân viên của hãng phát thanh truyền hình Úc, đang đi bộ về nhà từ một quán rượu thì bị ông Bailey tấn công. Hắn kéo bà vào một con hẻm, cưỡng hiếp vào bóp cổ bà, trước khi chôn thi thể bà trong một ngôi mộ nông. Bên ngoài tà, cha của bà Jill cùng các thân nhân nói không có gì có thể làm con gái ông ta sống lại, nhưng công lý đã được thực hiện.